Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Các bạn thân mến, khí hậu nước ta đang là lúc giao mùa, do vậy ngày nóng, đêm lạnh rất thường xuyên xảy ra. Điều này ảnh hưởng lớn đối với đàn dê của các hộ chăn nuôi, nhất là những hộ chăn nuôi vừa và nhỏ. Chuồng trại đơn giản, thô sơ, gió lùa vào chuồng nhiều, gây lên bệnh viêm phổi ở dê. Và ngay sau đây, Dr. Vet sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về bệnh viêm phổi ở dê. Về nguyên nhân, bệnh viêm phổi ở dê do vi khuẩn viêm phổi và các tạp khuẩn có sẵn trong đường hô hấp của dê khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát triển gây ra bệnh. Có hai nguyên nhân chính gây ra bệnh như sau. Nguyên nhân thứ nhất là thời kỳ giao mùa hoặc khi thời tiết thay đổi, độ ẩm cao, chuồng trại ẩm ướt, chật trội, mất vệ sinh, dê dính nước mưa. Nguyên nhân thứ hai, phân và nước tiểu ở dưới sàn hất lên, khí độc NH3 tích tụ trong chuồng trại ảnh hưởng trực tiếp đến phổi của dê. Thứ hai, về đặc điểm dịch tễ, tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi ở dê lên đến 100% và tỷ lệ tử vong rất cao. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi của dê, bệnh lây lan qua đường hô hấp, vi khuẩn từ dê bệnh được thải ra ngoài môi trường theo dịch chảy ra từ mũi, miệng của chúng sẽ phát tán vào trong không khí hoặc môi trường chăn nuôi, dê khỏe mạnh khi hít thở hoặc ăn uống. Thức ăn, nước uống có chứa mầm bệnh sẽ mắc bệnh. Thứ ba, về triệu chứng của bệnh, thời gian ủ bệnh từ 3 đến 4 ngày. Khi mới bắt đầu mắc bệnh, dê sẽ có những triệu chứng như sau. Dê sốt cao 41 đến 45,5 độ C trong khoảng 2 đến 3 ngày, nước mắt, nước mũi chảy, dịch liên tục. Dê bắt đầu ăn ít, thậm chí bỏ ăn, uể oải, ít vận động, chỉ là một chỗ. Liêm mạc mắt có màu đỏ sẫm, thở ngày một khó khăn, ho nhiều, chuyển từ ho khan sang ho dịch mũi khi dê đã chuyển lên trầm trọng. Nếu bệnh nặng và dê có những biểu hiện cấp tính có thể gây tử vong rất nhanh sau 4 đến 6 ngày khởi bệnh. Nếu cơn cấp tính qua đi, bệnh chuyển sang giai đoạn mãn tính khiến dê ngày một ốm yếu, gầy gò, thở ngày một khó khăn, khả năng hồi phục kém, thường chết sau 30 đến 45 ngày vì sung hô hấp. Thứ tư, về bệnh tích thường thấy khi mổ khám dê mắc bệnh. Niêm mạc mũi, phế quản, tiểu phế quản bị tụ huyết, xuất huyết, có nhiều dịch và bọt khí. Trong trường hợp có nhiễm ghép tụ cầu khuẩn sẽ xuất hiện thêm dịch mủ trong các tiểu phế nang, tiểu thủy phổi. Ở giai đoạn mãn tính, dê mắc bệnh sẽ xuất hiện màng giả ở niêm mạc phế quản và một số tiểu thủy phổi bị viêm, sơ hóa màu nâu đỏ như màu thịt. Thứ năm, để phòng bệnh viêm phổi ở dê, chúng ta cần giữ vệ sinh môi trường sống và chuồng trại sạch sẽ là biện pháp phòng bệnh viêm phổi ở dê hiệu quả nhất. Chuồng trại phải cao ráo, cách xa những nơi có nước như kênh rạch, ao hồ, cách xa nơi ở và đường xá. Tạo môi trường thông thoáng, thoáng mát cho dê. Mặt trước của chuồng nuôi, dê lên quay về hướng đông nam hoặc hướng nam, như vậy chuồng nuôi sẽ thoáng mát, khô ráo nhờ ánh sáng mặt trời chiếu vào mỗi buổi sáng. Thường xuyên vệ sinh, dọn dẹp thức ăn thừa, thay nước mới và thu gom xử lý phân, không xả chất thải ra ngoài môi trường. Vi khuẩn gây bệnh viêm phổi ở dê chỉ tồn tại khoảng 1 đến 3 ngày trong môi trường và dễ bị tiêu diệt bởi ánh sáng mặt trời và thuốc sát khuẩn. Do vậy, chuồng trại cần giữ khô ráo, vệ sinh định kỳ và để ánh nắng chiếu vào nhằm tiêu diệt hết mầm bệnh. Tuyệt đối không được để dê bị nhiễm nước mưa, định kỳ vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại từ 1 đến 2 lần trên tuần bằng các thuốc sát trùng thông thường như iodina còng, belucid hoặc vôi bột. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra sức khỏe của đàn dê, cắt móng chân thường xuyên, kiểm tra xem dê có bị nhiễm ký sinh trùng gây bệnh như ve, giun sán, ghẻ, tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh, khử trùng nước uống bằng Aquapum hoặc Desol Super. Thứ 6, để điều trị bệnh, cần cách ly những con dê bị bệnh ra khỏi đàn dê khỏe mạnh. Điều trị dê mắc bệnh liên tục trong 4 đến 5 ngày với phác đồ sau. Phác đồ thứ nhất, bà con có thể sử dụng Ketosep 150 kết hợp với Brom 0,3m, chú ý tiêm riêng để tránh kết tụa thuốc. Phác đồ thứ hai, bà con có thể sử dụng sản phẩm Keprofen kết hợp với Brom 0,3m và Azicin 100. Ngoài ra, bổ sung thêm sản phẩm Butasan 100 của Interchemi Hà Lan hoặc Butavit của VB Pharma giúp tăng lực, hồi sức cho dê nhanh hồi phục. Cùng với đó là tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng của dê. Thức ăn, nước uống cho dê phải thơm ngon, không nhiễm mầm bệnh, dễ tiêu hóa, đảm bảo đủ lượng, đủ chất. Trên đây, Dr. Vet vừa cùng các bạn giải đáp về bệnh viêm phổi ở dê. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm kiến thức bổ sung trong quá trình nuôi dê. Mọi thắc mắc hay tư vấn, các bạn có thể liên hệ đến số hotline 098 222 0717.
Đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Dr. Vet để có thêm nhiều kiến thức bổ ích về dê cừu hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!